Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Cà phê cảm hứng. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thầy, mỗi cô giáo thì sẽ là một tấm gương sáng về đạo đức, về cả phong cách học tập và cũng như sự sáng tạo trong quá trình nghiên cứu và tiếp cận với tri thức. Trong tiểu mục Cà phê cảm hứng ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và cùng đến với câu chuyện của một nhà giáo tâm huyết sáng tạo, luôn trăn trở làm sao để giúp cho mình, học sinh của mình có thể làm quen, có thể tiếp cận với nguồn tri thức và từ đó thì kiến thức thuộc về các em, đặc biệt là trong cái quá trình học mà tiếp xúc với lại kiến thức về công nghệ, làm sao cho em cảm thấy dễ hiểu nè, hứng thú và việc học càng trở nên hiệu quả hơn. Đúng là như vậy, khi mà tôi cũng là một người dạy học thì tôi hiểu ra để dạy dỗ truyền đi kiến thức nó cần tình yêu, nó cần sự chú ý đến từng một cá nhân nhỏ nữa. Và đối với tôi thì khi mà mình đến với một cái giảng đường, một cái lớp học thì nó giống như là một cái miền đất của mình, mà ở đó mình sẽ giống như là một người mang đến rất là nhiều những giá trị. Và tôi rất là thích cái cách dùng của biên tập viên ngày hôm nay, đã dùng cái câu chuyện cảm hứng ngày hôm nay, đó là miền gieo hạt, mà ở đó người giáo viên là một người gieo mầm tri thức và ươm mầm xanh. Hãy cùng theo dõi miền gieo hạt ngày hôm nay và câu chuyện rất là xúc động của một cô giáo đã ứng dụng công nghệ và đem tri thức truyền tải đến các em. Còn phát âm âm sờ, đây là âm khó này, phải âm lưỡi này, đập hơi gió ra. Những đêm thức trắng, tranh thủ những giờ nghỉ trưa ít ỏi, cô Hương đã tạo ra một kho tàng tri thức làm nền tảng giúp các em học sinh lớp 1 tự tin hơn. Cô Hương đã đặt tên trang web này với tên gọi miền gieo hạt, với mong muốn cung cấp các kiến thức có liên quan đến dạy và học cho học sinh lớp 1. Con bị ngọng, mà khi lần đầu tiên tôi gọi con đọc xong con khóc. Thế thì tôi cũng có trao đổi với mẹ, thì lúc đấy mẹ có nói với con rằng là con không phát âm được các âm ca cờ của. Chính vì thế mà tôi mới phải xây dựng ra cái video hướng dẫn phát âm để việc giáo dục của gia đình và của cô giáo được thống nhất với nhau và nâng cao hiệu quả rèn phát âm cho các con. Là giáo viên tiểu học không chuyên về công nghệ thông tin, nên trong suốt quá trình xây dựng website, cô Hương đã gặp rất nhiều khó khăn, từ cách lựa chọn nền tảng, cấu trúc cho đến lựa chọn hình nền đại diện. Miền gieo hạt của tôi thì được chia thành 6 phần: đồng hành cùng con, tài luyện rèn đọc, tài liệu rèn viết, học mà chơi, chơi mà học, giáo án. Phụ huynh có thể tham khảo những tài liệu đấy để hỗ trợ con ở học ở nhà. Tuy nhiên, cô Hương may mắn nhận được sự động viên, khuyến khích từ ban giám hiệu nhà trường, những đóng góp ý kiến, hỗ trợ từ phía các đồng nghiệp. Đến nay, website Miền Gieo Hạt không chỉ được chia sẻ áp dụng ở tại trường tiểu học Đền Lừ, mà còn được áp dụng ở các trường khác trong quận và một số trường ở thành phố Hà Nội. Tôi phải tìm nguồn hỗ trợ từ rất nhiều nguồn, có đồng nghiệp, có bạn bè và có cả gia đình. Bằng lòng yêu nghề, mến trẻ, cô giáo Khánh Hương luôn gần gũi, giúp học sinh có được tâm thế vui tươi, phấn khởi mỗi khi đến trường. Cô luôn áp dụng những phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy óc sáng tạo của học sinh, giúp học sinh chủ động trong việc lĩnh hội tri thức. Nhà trường cũng luôn tạo cho không những chỉ cô Hương, mà đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường có một môi trường làm việc thực sự là thoải mái. Để từ đó các cô có một cái sân chơi, có một cái sân để các cô có thể thỏa sức thể hiện cái sức sáng tạo của mình. Giúp học sinh chủ động trong việc lĩnh hội tri thức. Trong thời gian tới, cô giáo 8X dự kiến tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, không ngừng sáng tạo để nâng cao chất lượng trang web Miền Gieo Hạt. Từ đó có thể tiếp tục gieo mầm tri thức, gieo những mầm xanh cho tương lai.